trong cái bức thông báo cho quý vị trong ngày tu này đó, thì thầy Tâm Trường mở đầu như thế này nè: mùa sen nở tháng tư lại gì, lại về ha, hướng đến sự kiện trọng đại và thiêng liêng, sự kiện đại lễ Phật gì, Phật Đản 2568. Người con Phật tri ân và kính dâng lên đấng đạo sư không gì hơn bằng việc tinh tấn tu học, thực hiện các pháp lành, chuyển hóa thân gì, thân tâm. Rồi ông quất câu này nè mới ngon nè, ông quất câu này mà tôi không có dám giải đãi nè. Ông quất câu này nè: ai sống 100 năm biến nhát không tinh tấn, chi bằng sống một ngày tinh tấn tận sức mình. Nghe nè. Câu pháp cú 112, cái này nằm trong phẩm ngàn, tức là pháp cú có 26 phẩm, thì cái này, câu này đã nằm trong phẩm ngàn. Phẩm ngàn giống như là: dẫu tại bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, không bằng tự thắng mình, tự thắng mình quánh gì, quánh liệt. Nghe nè. Hoặc là: dẫu thuộc ngàn bài kệ, không hành không tịnh lạc, chi bằng thuộc một bài có hành có tịnh gì, tịnh lạc. À, ai sống 100 năm, biến nhát không tinh tấn, chi bằng sống một ngày, tinh tấn tận sức mình. Ai sống 100 năm, biến nhát không tinh tấn, chi bằng sống một ngày, tinh tấn tận sức mình. Rồi, quý vị hiểu cái chữ tinh tấn trong nhà Phật là gì không? Tinh tấn là siêng gì? Siêng năng. Siêng năng cái gì cả? Nghe không? Siêng năng. Đọc lại nha: ai sống 100 năm, biến nhát không tinh tấn, chi bằng sống một ngày, tinh tấn tận sức mình. Ai sống 100 năm, biến nhát không tinh tấn, chi bằng sống một ngày, tinh tấn tận sức mình. Ai thuộc rồi giơ tay thầy coi. Ai sống 100 năm, biến nhát không tinh tấn, chi bằng sống một ngày tinh tấn tận sức mình. À, cho em hỏi, năm nay bao nhiêu cái mùa xuân rồi? 6. Dạ 62. À trời, chơi chữ nữa mới ghê chứ, là chơi 26, 62. Vậy là hắn tuổi gì ha? Tuổi Mão, Quý Mão, sinh năm 63. À, sinh năm 63. 63 mà bài này đã học trước chưa hay là mới học đây? Mới học đây. Nếu mà 62 tuổi mà mới học đây mà thuộc liền vậy thì còn rất khá. Xin chúc mừng. Xin chúc mừng. Đi hết một dòng của đời người rồi, bây giờ đi bắt đầu đi tiếp dòng khuyến mãi. Tôi năm nay mới có 55 mà. Mà đôi lúc nhiều khi nó cũng quên bất chợt lắm. Nhất là từ ngày mà chích mấy cái mũi cái cô em 19 đó ha. À, mà tôi mà năm mấy tuổi về thì tôi biết mà quý vị mà 6-70 tuổi mà chích mấy cái mũi đó chắc chắn là ảnh hưởng rất gì? Rất nhiều. Quý vị nghe kịp không nào? À, cho nên rồi cô đây mà 62 tuổi mà đọc qua một vài lần mà cô nhớ vậy là não còn rất tốt. Xin chúc mừng, chúc mừng. Ngoài cái não tốt ra, cái tâm phải sạch.
Tâm không sạch khó thuộc kinh của Phật. Tâm không sạch khó hiểu được kinh của Phật. Tâm không sạch cũng khó mà hành trì được pháp của gì? Của Phật. Cho nên là não sáng, tâm gì? Tâm sạch. Não sáng và tâm gì? Tâm sạch. Thì mình tụng kinh thì mình được tập trung. Mình đọc kinh thì mình mau gì? Mau hiểu. Mau hiểu, mau thuộc. Và cũng nhờ cái tâm sạch và cái não nó sáng đó, thì mình áp dụng lời kinh Phật, lời dạy của Đức Thế Tôn vào cuộc sống của chúng ta rất dễ. Cho nên trong cái lời thông báo của ban tổ chức đó, Thầy Tâm Trường có cho viết rằng là có ba nội dung chính. Một là tinh tấn tu gì? Tu tập thực hiện các hạnh lành và chuyển hóa thân gì? Mùa sen tháng tư lại về. Nghe nè, phải hướng về sự kiện trọng đại và thiêng liêng. Nha, phải, đúng rồi. Hướng đến sự kiện trọng đại và thiêng liêng. Phải, ha. Đại lễ Phật Đản, Phật lịch 2568. Ha. Người con Phật thể hiện sự tri ân dâng lên đấng đạo gì? Đấng đạo sư. Không có gì thiết thực bằng tinh tấn tu gì? Tu học, phải không? Tinh tấn tu học. Thực hiện các hạnh gì? Hạnh lành, chuyển hóa thân gì? Thân tâm. Rồi cái ông quốc cái câu đó là ai sống 100 gì? 100 năm. Lười biếng không tinh tấn chi bằng sống một gì? Một ngày tinh tấn tận sức mình. À, tinh tấn tận sức mình. Thì trong này có ba nội dung trong cái thông báo đó. Một là tinh tấn tu gì? Tu tập. Hai là gì? Thực hiện các hạnh gì? Hạnh lành. Ba là chuyển hóa thân gì? Thân tâm. À, cái tinh tấn là cái nói chung. Tinh tấn là làm sao để mình bước nhanh, bước chậm gì, nhưng mà mình cũng bước. Người ta khỏe thì người ta bước gì? Bước nhanh. Mình không khỏe bằng người ta thì mình bước gì? Chậm, nhưng mà cũng phải bước. Bước, bước. À, bước. Rồi thực hiện các hành lành chưa đủ nghe quý vị. Cô này hồi nãy nói là những ai sống 100 năm biếng nhác không làm công quả chi bằng sống ngày, mà gì đây, siêng năm làm công gì? Công quả, nãy cô nói vậy phải không? À đúng rồi, tôi thuộc liền đó. À vậy thì làm công quả là các hạnh lành, đem lại lợi ích cho người khác là hạnh gì? Hạnh lành. Nói một lời, làm một việc, đưa ra một suy nghĩ mà hướng đến an lạc và hạnh phúc cho người khác, cho số đông, hoặc là ngay cả cho một loài vật, đó cũng là hạnh gì? Hạnh lành. Cúi xuống nhặt con ốc ma đi ngang đường, bỏ nó vào cái chỗ có ẩm ướt để nó sống, để người khác khỏi đạp nó, cũng là hạnh gì? Hạnh lành. Nước sôi sau khi luộc rau rồi không đổ trực tiếp vào cái bồn mà để đó cho nó nguội, cũng là một hạnh gì? Hạnh lành. Trong cái bồn mà rửa chén của mình cũng có căn nhà chung cư người ta ở trống, mình đổ trực tiếp để mình dùng cái nồi cái son đó mình làm cái gì đó, hoặc là nhiều khi cũng chả làm gì nhưng mà theo thói quen đổ thôi. Xin hỏi quý vị, ở dưới cái bồn rửa chén mình có bà nội bà ngoại sống dưới đó không? Có không? Có gia đình người ta sống dưới đó không? Có vợ chồng con cái ta ở dưới đó không? Có, cũng rất nhiều chúng sanh. Và bọn nó có muốn sống không? Bọn nó có muốn sống không? Có. Có bọn nào muốn chết không? Giơ tay thầy coi. Có bọn nào muốn chết không? Không, ngay cả quý vị đây nè. Tu niệm Phật cầu giảng gì?
Nhưng mà nghe bác sĩ thông báo ung thư cái là tê tái mặt mày ha. Tối nay về quên niệm Phật luôn. Sợ quá. Đúng không? Tức là ngay mình đó, mình tu tập, mình có pháp lành, mình có nguyện sanh Tây gì? Tây phương, có làm các thiện pháp, tín nguyện hạnh đầy đủ. Nhưng mà nghe bệnh một phát là tá quả tâm gì? Tâm tinh liền. Quý vị nghe kịp không? Nếu ai trong này, nếu mà khi nghe bệnh mà không tá quả tâm tinh thì Thầy chúc mừng, tức là niềm tin vững vàng, tức là tính. Nguyện đã gì đây? À, nguyện đã rất gì? Rất chắc chắn, vững vàng. Và hạnh là đã tròn đầy. Tính, nguyện và gì? Hạnh là đã tròn đầy, tức là đủ vốn để chơi rồi. Quý vị nghe kịp không? Đủ vốn để chơi một cuộc chơi khác rồi. Nhớ, khi ai mà tính, nguyện và gì? Hạnh, niềm tin vững gì? Vững vàng. Nguyện là thiết gì? Thiết tha, mạnh mẽ. Và hạnh được tròn gì? Tròn đầy. Hạnh được tròn đầy. Thì khi ta nghe bệnh, hoặc là khi ta biết cơ thể ta đang đi ở những bước cuối cùng của đời gì? Đời người, ta không hoảng hốt, không sợ hãi, không bàng hoàng, không tham luyến. Nghe? Không tham luyến. Và chỉ mong một ngày đẹp trời. Nghe? Mong một ngày đẹp trời ta đi được nhẹ gì? Nhẹ nhàng. Không tri trét, không lê lết, không đeo bắp bi trẻ em. Nghe? Sợ lắm. Nhỏ đeo đã đành rồi mà lớn đeo là khó gì đấy. Khó chịu lắm. Nè, muốn tránh được cái giai đoạn đó một cách chắc ăn thì cố gắng sám gì? Sám hối. Nha. Tức là không biết đời nào đời này, ít nhiều mình cũng có chút chút. Cho nên là sám gì? Sám hối. Thì biết đâu cái giai đoạn gọi là kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung hân nguyện về tịnh độ. Tức là rất hân hoan, rất vui vẻ khi được về tịnh gì? Tịnh độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung không tham đắm các dục. Nghe không? Tức là không luyến gì? Luyến tiếc nhà cửa của cải, vợ con cháu, nội cháu ngoại, con dâu con gì? Con rể. Kịp không? Nghe không? Nói lớn nó nghe. Đời mình đã gì? Đã xong rồi. Quý vị nghe kịp không? Phần còn lại để chúng nó lo. Đừng can thiệp quá gì, quá nhiều và quá sâu, coi chừng nó ghét cái mặt mình. Quý vị nghe kịp không? Nó không ưa. Nó thấy mình cũng mặc áo tràng nhưng mà nó né từ xa. Quý vị nghe không? Nó thấy mình cầm sâu chổi nhưng mà nó đi nhẹ nhẹ, nhẹ, nhẹ. Nó đi nhẹ nhẹ. Đúng không? Cho nên giai đoạn của mình đã làm xong trọn một kiếp gì? Kiếp người, cũng sanh con đẻ cái ha, cũng nuôi con dạy con, chăm cháu chăm nhà, bên nội bên gì, bên ngoài, xong rồi ha. Chuyến xe của đời ta đã gần cập bến rồi, bây giờ tụi nó mới bắt đầu lên xe. Tụi nó đi xe nào, đi tới bến nào, đó là quyền của chúng gì đây? Chúng nó, mình đừng có quan gì đây, cam thiệp. Nó muốn đi Uber hay đi Grab hay đi bộ hay đi gì? Quyền của gì đây? Quyền của nó. Tao nói đi Uber, Grab. Không, tao nói tao đi xe đó ôm. Mình ôm suốt đời rồi, tới đời nó để cho nó muốn gì nó gì. Mình đi xe ôm suốt đời rồi, đời mình là đời xe ôm, đời nó là đời Grab. Nghe biết kịp không?
À, nó thích chọt chọt chọt, nó thích ráp thôi. Còn mình thích ra đầu ngõ cái ông xe ôm hàng xóm đi bao nhiêu năm, nghe kịp không? À, vậy thì cũng đừng có can thiệp ôm hay ráp ha. Chi, nghe nè. À, mình ôm nhưng mà nó không thích ôm, nó thích ráp thì sao? À, vậy thì quý vị nhớ bao nhiêu năm làm kiếp con người. Nghe không? Cũng một đời người cả thôi. Nhưng mà thầy hỏi những người đã đi tới cái dòng 2, tức là dòng bắt đầu thầy gọi là dòng khuyến mãi, có bao nhiêu xài bấy gì? Bấy nhiêu. Có bao nhiêu chơi bấy gì? Bấy nhiêu. Tức là đi hết dòng rồi, từ quý mão mà nó trở lại quý gì? Quý mão là hết một gì? Một dòng rồi, bắt đầu dòng tiếp theo. Thầy hai nói đùa mà cũng là nói thiệt, để nhắc nhở quý vị, đó là dòng này khuyến mãi. Khuyến mãi là sao? Có nghĩa là có nhiêu xài nhiêu, có nhiêu chơi nhiêu, không cầu mong thêm mà cũng không muốn bớt gì, bớt đi, cũng chả có tham muốn gì nữa. Lên voi xuống chó đã có rồi hả em ha? Giàu nghèo cũng có rồi, khen chê cũng có gì? Có rồi. Được mất, dinh nhục cũng có gì? Có rồi. Còn cái thứ gì không biết trên đời này đâu nữa mà còn cầu thêm với cầu bớt. Quý vị nghe bị coi nào. Không thứ gì trên đời này không biết nữa. Món ngon cũng đã ăn, món dở cũng đã nếm. Chửi vô mặt cũng bị người ta chửi rồi, và mình chửi người ta cũng có rồi. Có không? Không có chết liền. Không có chết liền. Vậy thì đường nhân gian đầy ải thương gì? Hả? Ai chưa qua? À, chớ có niệm Phật. Nghe nè. Đã niệm Phật thì mình biết rằng đời mình cũng đã qua nhiều thứ rồi. Chua ngọt đắng gì? Đắng cay. Lên voi xuống gì? Xuống chó. Dinh nhục giàu nghèo đều có, khen chê đều có, thương ghét điều gì đều có. Gặp kẻ bội bạc cũng có rồi, gặp người thương mến nâng đỡ mình cũng đã có gì? Có rồi. Lũ đạn cũng có rồi. Ai đi qua đời người ai đi qua đời người mà không gặp vài thằng lụ đạn thì hơi bị ngộ. Ai đi qua cuộc đời mấy mươi năm, trên những chặng đường ta đi qua không gặp một vài con lụ đạn thì cũng hơi kỳ. Mà như Thế Tôn ta từng nói, này các tỳ kheo, ta đi khắp Đông Tây Nam Bắc, dù nơi đông người hay nơi ít người, này các tỳ kheo, nơi đó không chỉ có những người khen ta, cũng không chỉ có những người chê gì, chê ta. Nhưng này các tỳ kheo, có một sự thật rất thật, này các tỳ kheo, đó là nơi đó có cả người khen và có cả người gì? Chê. Có cả người tốt, có lẫn người gì? Người xấu. Đó là sự thật của cuộc gì? Cuộc đời. Cho nên ai đi qua trên đời không chỉ ăn vị ngọt mà còn nếm cả vị cay, đắng, chát của cuộc gì? Cuộc đời. Cho nên chuyện mà 60 năm kiếp người, không ai không trải qua những thăng trầm của kiếp gì? Kiếp người. Điều hôm nay bạn còn ngồi ở đây, còn có duyên nghe Pháp và vẫn còn đi được, đứng được, đó là một đại phúc rồi. Không cần gì nhiều hơn. Xin chúc mừng tất cả quý vị ngày nay. Hôm nay có thời gian, có còn sức khỏe để quý vị đến đây tìm một chút hành trang, tạo một chút hành trang để cuộc đi sau của mình cho vững vàng, êm ái, nhẹ nhàng, tự tin, sáng suốt, không bàng hoàng, không run rẩy và sợ gì. Sợ hãi khi ta giơ tay lên ta vẫy chào cuộc gì.
cuộc đời thì quý vị đã là hạnh phúc rồi. Đừng đòi hỏi gì nhiều. Giàu thì sống theo kiểu giàu. Nghèo ta sống theo kiểu gì? Nghèo. Có tiền ta chơi theo kiểu có tiền. Không tiền ta chơi theo kiểu không gì? Không tiền. Mà ít tiền ta chơi theo kiểu ít gì? Ít tiền. Đằng nào cũng phải sống cho trọn kiếp gì? Kiếp người. Nhưng mà bạn hãy nhớ rằng chân bạn còn đi được, không lệ thuộc vào cái nạn cái xe, đó là hạnh gì? Hạnh phúc. Mắt bạn còn nhìn được người thương, còn nhìn được bầu trời, còn nhìn được bông hoa, còn nhìn được áng mây bay trên bầu trời, đó là hạnh gì? Hạnh phúc. Tai bạn nghe được người mình yêu thương và nghe được cả tiếng kẻ khác chửi mình, đó là hạnh gì? Hạnh phúc. Nhiều khi nó chửi mà mình nghe không được tức lắm, không biết nó chửi cái gì. Thấy mặt nó dữ lắm mà mình không biết nó chửi cái gì. Chứ mà mình thấy nó mặt nó sần sộ vậy mà mình không biết nó chửi cái gì, tức lắm. Quý vị nghe kịp không? Rồi, tai còn nghe được, mắt còn nhìn gì? Nhìn được, miệng còn nói và tự ăn được, không lệ thuộc con nào thằng gì? Thằng nào. Đó là hạnh gì? Hạnh phúc. Trời ơi, mình không muốn ăn mà nó kêu hả đi, hả, 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 hả đi. Trời ơi, mình không nuốt vô nổi mà nó cứ hả, hả, nó hả cho nó xong nhiệm vụ đó mà. Quý vị nghe kịp không? À, cho nên còn tự mình bưng được chén cơm ăn, còn tự mình biết mình ăn được nửa chén hay là một gì? Một chén. Và còn tự chọn được thức ăn nào phù hợp với mình, bỏ vô mồm nhai mà không bị nó cưỡng chế hả, 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 hả. Trời ơi, nó đút bằng cái muỗng mà cái muỗng thiệt bự cho nó nhiều đó ha, mà nó chơi cái muỗng mà muỗng inox dài dài đó ha, nó đút vô nó gì nó cậy một cái vậy nè. Trời thần đất lửa ơi, trời không đánh nó ha. À, coi vậy đó quý vị. Những chuyện bình thường vậy mà mình không thấy là hạnh phúc. Mình nghĩ rằng là phải đâu ở trên ngọn cây mới là hạnh phúc. Mà đôi chân mình còn đi được, đó là hạnh gì? Hạnh phúc. Hôm nay mình tự đi tới đây mà không phải lệ thuộc con nào thằng gì? Thằng nào, đó là hạnh gì? Hạnh phúc. Tự mình kêu xe hoặc là tự mình gì đấy? À, tự mình kêu xe hoặc là tự mình chơi. Xe bon bon trên đường quê ta, tai băng qua nhưng chẳng đường dài. Đó là hạnh gì? Kêu nhờ nó chở cái mặt nó chầm quầm mà. Hoặc là nhờ nó kêu xe mà nó cứ đợi chút chứ làm gì dữ vậy? Đây lên hoàng pháp chút xíu chứ mấy. Đại khái vậy là mình chưa tu mà thấy khó tu rồi. Quý vị nghe kịp không? Cho nên tự mình kêu xe, tự mình chấm chấm mình gọi ráp, thấy không? Hoặc là tự mình rồ ga đi lên chùa, hoặc là tự mình đánh vô lăng ha. Tự mình đánh vô lăng lên đây. Ok, đó là hạnh gì? Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Và hạnh gì? Hạnh phúc. Cái này lời Bác Hồ dạy. Có độc lập là bạn có tự gì? Tự do. Mà có tự do là bạn có hạnh gì? Hạnh phúc. Hôm nay đi mà phải báo cáo với nó cả tuần là bạn không hạnh phúc rồi. Nghe không? Hôm nay đi mà bạn phải xin nó cả 4-5 ngày trước là bạn không hạnh phúc rồi. Nghe đâu? Còn hôm nay đi, nhà bạn, bạn đóng cửa. Nhà tao, tao đóng. Nghe không? Hôm nay tao đi, thân tao, tao đi. Không cần lệ thuộc con nào thằng gì? Thằng nào. Nghe không?
tiền tao tao gì? Tao xài, không xin mày. Không xin mày. Nghe không? Đó là hạnh phúc. Quý vị nghe kịp không? Cho nên, nghe thầy nói đây, dù là bạn là mới đi nửa đoạn đường, hay là bạn đi được hơn nửa đoạn đường, hoặc là bạn đã đi những bước chân cuối cùng của đời người, bạn phải luôn luôn cố gắng giữ được cái thế làm chủ cuộc đời của gì? Của mình. Rất thê thảm cho những ai ở những năm cuối đời mà mình mất độc lập, mất tự gì? Tự do. Mất cái tự chủ của mình. Phải đi ở nhờ nhà kẻ khác. Dù nhà đó là nhà con mình, nhà chị mình, nhà em mình, nhà cô dì chú bác gì không biết, nhưng mà không phải nhà của mình xin báo. Ra vào nó không thẳng lưng, lời nói nó không tròn chữ, ánh nhìn nó không dám nhìn thẳng, và không thể hiện cảm xúc thật của mình. Ăn cũng nhìn mặt người ta mà ăn, nói cũng nhìn mặt người ta mà gì? Nói. Cho nên ai hôm nay có được cái độc lập tự do đó thì thầy xin chúc mừng. Đâu giơ tay cho thầy coi để thầy chúc mừng giơ tay. Ồ khá vậy ta. Chúc mừng chúc mừng. Đừng có để trường hợp đi 5-70 năm trên đời người tới chừng phải rớt nước mắt nhận những đồng tiền bố thí của kẻ gì? Kẻ khác, dù kẻ khác đó là con mình. Ngày xưa mình nuôi nó chưa bao giờ mình có ý niệm bố thí. Nghe không? Nhưng ngày nay nó đưa tiền cho mình, nó đưa giống như bố gì đây? Bố thí vậy. Khóc nước mắt vào trong. Quý vị nghe kịp không? Nước mắt vào trong. Mẹ nuôi con, biển hồ lai gì? Lai láng. Con chi cho cha mẹ hả? Tính triệu tính ngàn, nghe không? Triệu tính ngàn. Mẹ nuôi con, biển hồ lai láng. Con chi cha mẹ, tính triệu tính ngàn, nghe không? Tính triệu. Nghe nào? Con đưa mẹ con đi nhà thương hết 7 triệu đó thầy. Ngày xưa mẹ nuôi mình, mẹ có tính đồng bạc nào đâu? Không tính. À, cho nên thầy mong rằng dù ban đang ở trạng thái nào, nếu mình có điều kiện để làm chủ mình, đừng bao giờ trao quyền làm chủ cho ai. Quý vị nghe kịp không? Phải nắm cái tư cách lão Phật gia suốt đời, để không thằng nào con nào có thể ăn hiếp mình được. Quý vị nghe kịp không? Có bị ăn hiếp chưa? Có rồi ấy. Có rồi, hèn chi. Ngồi khóc miếu báo. À, khóc miếu máu nãy giờ. Tôi đứng bên cạnh mà tôi không hiểu sao chị khóc nãy giờ, té ra khó rồi. Khó rồi. Quý vị biết trong những cái bi kịch của người làm cha làm mẹ, bi kịch do yêu thương con mà hôm nay đời mình thê gì? Thê thảm. Quý vị nghe không? Yêu thương và tin tưởng nó. Yêu thương và tin gì? Tin tưởng nó. Và bi kịch này là bi kịch muôn thuở của cha gì? Cha mẹ. Nghe không? Nước chảy gì? Chảy xuống. Cho nên thầy, vì thầy biết vậy cho nên bài giảng nào mà cái đối tượng gọi là đối tượng em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời này ha? À, cái đối tượng mà cỡ 60 trở lên là bao giờ thầy cũng nhắc cái chỗ này. Nếu mình có điều kiện để làm chủ đời mình thì đừng bao giờ trao quyền cho kẻ gì? Kẻ khác. Hãy để cho mình cái quyền làm chủ của đời gì? Đời mình.
để mình không xè tay và không phải nhìn thái độ của ai để mình gì? Mình sống. Và bao nhiêu năm cực khổ rồi, bao nhiêu năm vất vả rồi, hãy cho mình đứng thẳng lưng, hãy cho mình nói tròn chữ và hãy cho mình nhìn thẳng vào mọi chuyện của cuộc gì? Cuộc đời. À, nếu không, những năm tháng cuối đời, tuổi thân, ha, tuổi thân, khóc, chỉ mình biết mình khóc thôi, không lẽ khóc qua khoe với hàng xóm, nhục quá, quê quá, nghe không? Khóc tự mình biết thôi, à, tự mình biết thôi. Cho nên thầy tới đạo tràng nào mà có cái lứa tuổi hơi khá, khá khá mà tròn trịa chút, thầy nhắc để quý vị nhớ, đừng để đời mình rơi vào trường hợp thê thảm đó. Khi mình có điều gì? Điều kiện để làm chủ đời mình, có độc lập. Độc lập cái ăn, độc lập cái ở, độc lập cái thuốc the, bệnh đau, đi bệnh viện, độc lập cái tiêu xài vặt, độc lập cái đi đám giỗ cô ba, nhà cô tư, nhà chị năm, độc lập đi đám cưới, đám ma, vân vân. Độc lập, không xè gì, xè tay, không xin dự án tài chính, chờ nó ngồi nó duyệt, ha. Nó ngồi nó duyệt, mà nó không duyệt là mình thua, nghe nào, không duyệt là mình thua. Và độc lập được những cái chuyện đó, ăn là một, chỗ ở là gì? Hai, tiền xài vặt là ba, quỹ mà bảo vệ sức khỏe là gì? Bốn, rồi quỹ giao dịch. Giao dịch tức là mình cũng đi thỉnh thoảng đi chị ba, chị năm, chị tư, đám giỗ, đám xá này kia kia nọ. Đó là quỹ giao gì đây? Quỹ giao dịch, có. Còn đứa nào cho thì A Di Đà Phật, mẹ cảm ơn con. Đứa nào thơm thảo, mẹ cảm ơn con. Nghe không? Mẹ cảm ơn con. Còn lão Phật gia này không xin nhé. Quý vị nghe kịp không? Lão Phật gia này không xin. Không xin. Còn bây cho, mẹ cảm gì? Cảm ơn, bố cảm ơn. Nghe không? Thơm thảo của tụi bay, tao cảm ơn. Nhưng tao không làm phiền tụi bay, thì tụi bay đừng làm phiền tao. Tao chỉ trên trời nghe, đừng chỉ ai, nghe chỉ trên trời. Trên trời ra. Đừng làm phiền tao. Nghe không? À, buốt lòng lắm quý vị. À, rất buốt lòng. Thôi, nhắn nhẹ nhiều đây thôi. Nhắn nữa, có nhiều người khóc nữa. Em không nói nữa. Trở lại câu chuyện, cái bài kệ này, đọc lại ha. Đọc lại, chúng tôi nãy giờ cò ke nhiều quá rồi. Cò ke là, ai sống 100 năm, biến nhát không tinh tấn, chi bằng sống một ngày, tinh tấn tận sức mình. Ai sống 100 năm, biến nhát không tinh tấn, chi bằng sống một ngày, tinh tấn tận sức mình. Lần thứ ba, ai sống 100 năm, biến nhát không tinh tấn, chi bằng sống một ngày, tinh tấn tận sức mình. Tinh tấn tận sức mình tức là siêng năng hết sức gì đấy? Hết sức mình, ha. Bài kệ này được Đức Thế Tôn giảng trong một trường hợp có một vị tỳ kheo tự tử mà không chết. Quý vị nghe kịp không? Giảng trong một trường hợp là có một vị tỳ kheo tự tử mà không gì? Không chết. Nhưng mà ngay cái lúc mà ổng rửa nằm giữa lằn ranh giữa cái sống và cái chết, ổng chứng được thánh quả A-la gì? Là hán. À, thì các vị tỳ kheo khác mới thấy bất ngờ. Ông này không có gì cả, không phải là do thầy không thương mà tự tử chết đâu. Cũng không phải là không được mọi người yêu quý mà tự tử chết đâu. Mà tự tử chết là vì sao? Thấy
bạn bè cùng tu tập, cùng xuống tóc một ngày, cùng thọ pháp của Phật, cái lứa của mình đều chứng được thánh quả A-la gì? Lan, tức là đạt được cái mục tiêu tối thượng của một hành gì? Hành giả khất sĩ rồi. Thì cùng một lứa vậy thì có một mình ổng không biết sao mà thiền định nó cứ lụi đuổi hoài mà không chứng được thánh quả A-la gì. Dòm bạn bè cùng một lứa với nhau thấy ngon lành cả đều đạt được thánh quả, tức là cái mục tiêu tối hậu của một vị hành giả khất sĩ đệ tử Phật. Thế là ổng buồn, ổng nản, ổng nói mình sao mà tu kiểu này mà cũng tinh tấn lắm. Cũng tinh tấn lắm mà sao không đạt được thánh quả A-la gì? Ông buồn, ông nản, ông nói thôi bỏ cuộc đời này đi, đến đời lấy kiếp khác mặt mai ra thì tu được. Mà ông là chuyên gia cạo tóc cho quý thầy ở trong tu viện. Biết nào? Tức là mỗi lần tháng 2 kỳ thì ông là người cầm gì? Cầm dao cạo. Thế nào? Thì ông có cái ý tưởng mà bỏ cuộc đời này để lấy cái đời khác để tu thì may ra chứng quả cho đời này là thua rồi. Thấy bạn bè mình đều cùng một lứa với nhau mà hôm nay đã chứng thánh gì? Thánh quả. Cho nên rồi cứ mang một cái ý nghĩ trong lòng, cái người quý vị nhớ nè, đừng bao giờ để cái ý tưởng tự tử nó lởn vởn trong gì? Trong đầu. Dù có cỡ nào thất bại đi, cỡ nào đi nữa, được sống, được làm việc, được tu tập là một hạnh gì? Hạnh phúc, nghe nào? Đừng bao giờ khởi lên tư tưởng tự gì? Tự tử, nghe nào? Vì khởi lên cái rồi là nó đeo gì? Nó đeo bám mình. Quý vị nghe không? Nó đeo bám. À, khởi lên là nó móc vô trong tâm mình. Là cái lực lượng xấu thế nào nó cũng nó rỉ ra, rỉ tai, rỉ túng, nó rủ rê mình. Quý vị nhớ câu này nè, mai sau dù có ra sao, dù có ra sao cũng chẳng gì. Chẳng sao, phải thủ cái câu đó để mình không bao giờ để đời mình rơi vào sự bế gì, bế tắc. Mai sau dù có ra sao, dù có ra sao cũng chẳng gì, chẳng sao, không sao cả. Chừng nào trái đất này nó bể, bầu trời nó sập thì lúc đó mình chịu chung, nghe không? Còn cuộc đời này, còn bầu trời, còn trái đất, còn nước, còn không khí, mình có thể còn chơi được. Quý vị nghe kịp không? Trời mênh mông, đất bao la, không khí thì miễn phí, nghe không? À, vậy thì tại sao mình đang nghĩ lên tới cái chuyện đó? À, nhưng mà vị tỳ kheo này, ông luẩn quẩn cái suy nghĩ đó. Thì có một ngày nọ, bữa trưa sau khi quý thầy đi khất thực về ăn cơm xong thì đi lên giảng đường để chuẩn bị nghe Phật giảng. Thì lên đó thì trong giảng đường có một con rắn độc. Tự nhiên nó vô trong cái lò sưởi vào đó, mùa lạnh cho nên con rắn độc đó nó nại, nó nằm gần cái lò gì, lò sưởi. Quý vị đừng đi Ấn Độ biết rồi, cái mùa lạnh là Ấn Độ nó lạnh dữ gì nè, dữ lắm. Ai đi Ấn Độ rồi thì biết lạnh thì nó lạnh cũng rất gì, rất dữ. Thế con rắn độc đó nó lại nó nằm ở ngay cái gần cái lò sưởi của giảng đường. Thì các thầy tỳ kheo mới dùng cách này cách kia để bắt được, bỏ trong cái bình bát á. Bỏ trong bình bát mới nhờ một thầy nào đó đưa đem ra ngoài rừng thả nó. Thì cái ông mà muốn tự tử đó, ông nói để tôi. Quý vị hiểu ý không nào? Để tôi đem ra thả cho. Tức là ông cái ý là để đem ra thì ông thọc tay vô cái bình bát đó để cho rắn nó gì? Nó cắn. Nhưng mà mắc giống gì con rắn nó không cắn. Ha? Ông quậy hết ra, ông chọc nó cho nó cắn mà nó không gì? Không cắn. Đây là quý vị biết cái phước và vì sao ông chứng được thánh gì? Thánh quả. Nghe không? Vì sao ông biết không? Rồi ông thọc, ông chọc cho nó cắn, nó không cắn. Ông dạch cái tai đó, ông đút gì đây? À, dạch cái miệng ra, ông đút vô cái miệng nó cho nó cắn mà nó cũng không gì? Không cắn. Vậy là tự tử của ông bị thất gì? Anh thấy là ông vô, ông nói với các vị tỳ kheo, nói con rắn đó không phải rắn độc, rắn đó rắn hiền lắm. Ha, tôi chọc cỡ nào nó cũng không cắn. Rồi hôm sau, ông thấy tự tử rắn cắn không được thì tao tự gì đấy.
À, ổng là người cạo gì? Cạo tóc cho quý thầy mà. Ổng ra, ổng kê cổ, ổng vô ngay cái nhánh cây đó, kê cổ rồi ổng đứng dậy. Khi mà ổng kê cái cổ lên, đưa cái lưỡi dao về, tự nhiên ổng nghĩ tới một cái khoảng thời gian ổng hành trì tu tập. Khi đến với Phật, ổng nghĩ một cái khoảng thời gian đó, cái tâm mình nó sáng như trăng rằm. Và cái thân của mình nó sạch như lưu gì đây, lưu ly. Thì trong cái suy nghĩ ông nhớ lại, tại vì con người mình lạ lắm, lúc sắp chết là mình hay nghĩ chuyện một đời mình này kia cái nọ đó. Thì ông nghĩ vậy, thì ông nghĩ từ ngày đến với Phật giờ là tu hành cố gắng thiền định, giữ giới rất là trong sạch, cho nên là tâm thì sáng như trăng gì, trăng rằm. Thân thì sạch như lưu gì, lưu ly. Và ông nghĩ vậy thì tự nhiên cái thân tâm ông bắt đầu ông có cái an gì, an lạc. Ông là an lạc, để ra ông nghĩ vậy cái ông là an lạc. Thì an lạc cái là minh sát tuệ nó xuất hiện. Minh sát tuệ tức là trí tuệ để soi gì, soi sáng đấy không? Trí tuệ soi sáng các vấn đề của đời người mình đó. Thì minh sát tuệ xuất hiện và ngay lúc đó ông sáng tỏ chuyện đời của ổng và chuyện các pháp mà Phật dạy, vô thường, vô ngã, duyên sanh v.v. Rồi ổng chứng được A-la gì? La hán khi lưỡi dao còn kề đây, quý vị kịp không? Rồi chứng được A-la-hán rồi thì ổng về mặt, ổng hân hoan lắm. Bữa nay mặt vui vô cùng, không có phải là nặng nề giống như mấy bữa đưa đám ma nữa. À, mặt vui lắm, tức là nó không còn bị ám ảnh bởi cái gì? Cái chết, và không còn bất mãn là sao mình tu hoài mà không có đi đến đâu. Thì các vị tỳ kheo thấy mặt ông sáng vậy mới hỏi, ê bữa nay sao bữa nay mà mặt mày ông mùa xuân đâu mà nhiều quá vậy. Thì nói là bạch tôn giả, bạch chư hiền giả, hôm nay con đã được cái gì? Cái con đau khổ vì mấy tháng gì? Tháng nay, cho nên con rất vui gì? Vui vẻ. Thì hỏi ra thì các vị tỳ kheo không có tin, mới lên bạch với Đức Phật. À, bạch Đức Phật. Đức Phật hỏi ông thì ông nói là con đúng là hôm nay con tính tự tử thiệt, nhưng mà may mắn cho con, con không phải dùng lưỡi dao để con cắt mạng của con, mà con dùng trí tuệ để đạt được thánh gì? Thánh quả. Con dùng dao trí tuệ để con cắt được cái dòng sanh tử của con, cho nên con thấy rất hân gì, hân hoan. Thì các vị tỳ kheo nói, một vị tỳ kheo mà muốn tự tử mà có thể chứng thánh quả nhanh như vậy sao? Nó không, ông này tuy là có một chút chướng ngại, nhưng vì nhiều đời đã tích gì, tích lũy được rất nhiều pháp lành, và đời này ông ta cũng rất thiết tha tu tập. Cho nên trong một cái giây phút cận kề cái gì? Cái chết, ông nghĩ tới tất cả những cái pháp lành đó mà ông chứng được thánh gì? Thánh quả. Chỗ này thầy nhắc quý vị trong tịnh độ, độ môn quý vị niệm Phật cũng nhớ cái cận tử gì? Cận tử nghiệp. Nhớ là lúc đó chỉ tưởng nhớ tới Phật và tưởng nhớ tới những pháp lành mà quý vị đã làm gì, làm được. Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện xấu, chuyện người này, chuyện người kia, chuyện cái bà này 3 tỷ chưa trả hay là 300 ngàn chưa trả ha. Đừng bao giờ nghĩ chuyện đó. Nếu bạn nghĩ trong lúc mà cận tử gì, tự nghiệp, mà bạn nghĩ ba cái điều xấu đó, y như rằng cảnh giới xấu sẽ dành cho gì, cho bạn. Còn mà cận tử nghiệp lúc đó, lúc ông chàng này ông đưa cái dao lên đây, ông tính kéo một phát, thì ông nghĩ tất cả những cái thiện pháp ông đã làm trong thời gian theo Phật, trong sáng, trong sạch, sáng như trăng rằm, sạch như pha gì, pha lê, như lưu ly. Vậy là ngay lúc đó ông có cái niềm vui, cái hạnh phúc vô cùng, và tự nhiên minh sát tuệ xuất gì, xuất hiện, trí tuệ xuất hiện, và ngay lúc đó ông chứng được thánh quả A La gì. Thầy mong rằng cái chi tiết này thầy nhắc quý vị, làm gì thì làm, lúc thời gian mà gần lâm chung đó,
quý vị phải đủ sáng suốt để biết rằng là không hướng tâm về những cái điều tào lao, mà chỉ hướng tâm tới Phật, Pháp và gì? Tăng. Hướng tâm tới những pháp lành mà mình suốt đời mình làm được điều gì đó pháp lành, thì những năng lượng tốt ấy nó sẽ gì đây? Sẽ chỉ một mũi tên cho mình biết đi hướng gì, hướng nào. Còn lúc đó mà nghĩ cái bà quỷ này hứa tháng 8 này trả, mà bữa nay tới tháng 9 mà chưa trả, mà tôi chết rồi mà bà cũng không gì, không trả, kiếp sau ta phải đòi nợ cho bằng được đó ha. Ok là coi chừng. Mà quý vị nhớ. Rồi ông này sau cái về tự tử không được đó mà thành, mà lại chứng A-la-hán, thì ông này ông có cái tên là Sabbadasa, tức là người có cái con rắn làm nô lệ. Là vì sao mà Phật, các vị tỳ kheo mới hỏi là vì sao mà con rắn độc lại không cắn. Phật mới bảo rằng là con rắn ấy ngày xưa đã từng là một người nô lệ của cái ông thầy tỳ kheo này, tức là một người thuộc quyền nô lệ của cái anh chàng này, kiếp này làm rắn. Cho nên một mặt là đây là ông chủ của mình, cho nên không dám gì, không cắn. Thứ hai nữa là biết ông này chuẩn bị chứng thánh quả A-la gì à, nó không phải ông con rắn nó biết đâu, nhưng mà có một cái oai lực nào đó, có một cái oai lực nào đó làm cho con rắn này dù là rắn độc nhưng mà cũng không gì, không cắn. À, thì Phật có kể sau đó thì ông thầy này mang cái tên là ông thầy có con rắn làm nô gì, nô lệ, có cái tên nó luôn, có cái tên nó luôn, kêu là Sabbadasa, thấy không? Đó là Dasa là nô lệ, Sabba là gì? À, là rắn, rắn làm nô gì? Nô lệ. Thì trong câu chuyện này thầy nhắc quý vị cái hai cái chỗ tinh tấn này. Nói cho các vị tỳ kheo, tuy là ổng bất mãn, ổng muốn tự tử, nhưng mà thật ra không phải bất mãn vì tham sân si, mà bất mãn vì không thành tựu thánh gì? Thánh quả, quý vị nghe kịp không? Buồn vì không thành tựu thánh quả. Có hai nỗi buồn khác nha quý vị. Nếu quý vị buồn hôm nay tới đây tu mà buồn vì cái bà này, bà đeo cái nhẫn đẹp hơn mình, đeo cái nhẫn sang hơn mình, mà mình vì cái nhẫn đó mà mình tủi thân mình buồn á, thì buồn này nó chỉ làm cho mình tai hại, làm cho tâm mình xấu xa, làm cho mình đố gì? Đố kỵ. Nhưng mà mình tới đây mà mình buồn là vì sao mà bà đó nói một câu vậy mà mình giận hồi sáng giờ mà mình không bỏ được. Mình buồn vì cái giận lẽ ra mình không nên gì? Lẽ ra mình không nên giận mà hồi sáng giờ. Ha? Niệm Phật rồi, kinh hành rồi, rồi sư ông viện chủ cũng đã lên nói rồi. Vậy mà mình vẫn còn giữ cái niềm buồn đó, thì cái buồn đó, mình buồn là không phải mình buồn vì cái bà kia, mà mình buồn là vì mình tu hành bao nhiêu năm mà cuối cùng người ta nói một câu mà hồi sáng giờ mình ôm cái câu đó mình không gì, không trả ra được. Nếu ai có cái buồn đó là gọi là cái buồn thanh cao, cái buồn cao thượng, cái buồn đó có thể làm cho mình thăng hoa về đời sống tâm gì? Tâm linh, quý vị kịp không nè? À, còn buồn mà thí dụ thấy cái bà này mà đeo cái đồng hồ đẹp hơn con gái mình, nó cho cái đồng hồ mình bèo quá, buồn vậy thì làm sanh ra đố gì? Đố kỵ, nghe nào? À, hoặc là buồn vì thấy mẹ này nó bằng tuổi mình, nó trẻ, nó đẹp hơn mình. Còn ha, còn mình vậy, buồn. À, vậy thì cái buồn này nó cũng sẽ làm cho mình sanh ra đố kỵ, tham lam hơn thua, và thấy không có ưa cái bà đó. Quý vị nghe kịp không? À, còn cái buồn mà rõ ràng nó tại sao mình thấy chuyện tuổi tác mà mình còn buồn? Tại sao mình thấy mình già nua mà mình còn buồn, mình khổ vậy? Cái buồn này là nó giúp cho mình vượt thoát được cái cảnh giới của phàm phu. Mình sẽ hướng tới cái hạnh phúc an lạc của cảnh giới cao hơn. Cho nên ông thầy này ông cũng buồn, ông nản, nhưng mà không phải vì là người thương kẻ gì, kẻ ghét, không phải vì giàu, vì nghèo, không phải vì coi như là bị mọi người hất bỏ, mà buồn vì mình sao tu tập bao nhiêu lâu rồi mà chưa đạt được cái niềm vui hạnh phúc, cái an lạc của một người hành gì? Hành giả đệ tử Phật.
Vì cái buồn đó là cái buồn nó làm cho mình phấn gì? Phấn đấu. Cho nên quý vị nhớ, cũng là buồn, nhưng mà cũng có nỗi cái buồn nó thanh cao. Ví dụ giống vừa rồi mình miền Tây bị nước ngập mặn ha, mà dân người ta không có nước uống. Mình thấy mình thương, mình buồn. Cái buồn đó là cái buồn trong gì đây? Trong sạch. Nghe nào? Cái buồn trong sạch. Trong này vị tỳ kheo không phải là buồn vì thương, vì ghét, mà buồn vì sự nỗ lực tinh tấn của mình. Tại sao bạn bè cùng một lứa mà họ đạt được tới cái hạnh phúc của một vị tu tập rồi, mà mình lại cũng tu một lứa cùng một lúc mà mình không đạt được? Buồn như vậy. Và chính vì cái buồn như vậy đã nâng anh ta lên thoát được. Một là cái gì? Không chết vì rắn, không chết vì con gì? Con dao, mà đạt được thánh quả A-la gì? La Hán. Và trong này quý vị nhớ Phật dạy là dẫu sống 100 gì? 100 năm. Biến nhát không tin gì? Tinh tấn. Chi bằng sống một gì? Một ngày. Tinh tấn tận sức mình. Chỗ này thầy dừng lại, thầy nói quý vị nghe nè. Quý vị đi 1000 lần đạo tràng, tham gia 1000 lần khóa tu, cũng không bằng tham gia 1 buổi mà tâm được tẩy sạch, trí được sáng gì? Sáng soi. Thì có nghĩa là 1000 bữa kia cũng không bằng dù tu 1000 buổi pháp. Ha? Không tinh tấn hành gì? Hành trì. Chi bằng tu một gì? Một ngày có tinh tấn mà có an gì? An lạc. Thì có nhiều người thầy thấy rất tội, đạo tràng nào thầy giảng cũng có mặt. Nghe không? Khóa tu nào cũng cố gắng đi. Nhưng mà thầy thấy cái sinh hoạt của họ, thầy thấy cái cách làm việc của họ, thầy thấy cái cách lui tới của họ còn rất rộn ràng. Còn rất rộn ràng. Mắt còn chưa an định, bước chân còn chưa vững gì? Vững vàng. Lời nói còn rất gì? Rất nhiều cái sát khí. Quý vị nghe vậy không? Lời nói rất nhiều cái ánh mắt nhìn còn có cái tia lạnh của sự gì? Của sự bàng hoàng. Tia lạnh của sự gì? Của sự dữ dằn. À, vậy thì tu nhiều nhưng mà hình như có một cái gì đó nó sai sai. Tức là vẫn mong muốn làm các pháp gì? Pháp lành, chuyển hóa thân gì? Thân tâm. À, rồi cũng đi chỗ này qua chỗ kia, vậy là có tinh tấn quý vị? Tinh tấn lắm. Nhưng mà có một cái gì đó thầy mong rằng nếu ai rơi vào trường hợp đó phải nhìn lại chính gì? Chính mình. 3 món mà thầy mong rằng quý vị có. 1, đủ sáng suốt để hiểu mình và hiểu đời. Món thứ nhất, đủ sáng suốt để hiểu mình và hiểu gì? Hiểu đời. Để không vi phạm vào hàng rào của người khác, cũng như không để kẻ khác đụng vào hàng rào của đời gì? Đời mình. Phải đủ sáng suốt. Đó là thành tựu trí gì? Trí tuệ. Tụi con nghe kịp không? Tức là tu hành gì thì tu, môn nào cũng được, tu nhiều tu ít gì cũng được, không sao cả. Nhưng mà phải thành tựu món thứ nhất mà nhà Phật gọi là có trí gì đây? Trí tuệ. Đủ hiểu biết để hiểu cái thân này cũng bọt bèo, cũng sáng còn tối gì? Tối mất, rồi cũng sẽ có ngày good gì? Goodbye. Đủ hiểu biết để là tôi biết rằng cái thân này rồi sẽ già nua. Tôi không thể nào tránh được sự già gì? Già nua. Tôi biết thân này rồi sẽ bệnh tật. Không thể nào thân này tránh được bệnh gì? Bệnh tật. Tôi biết thân này rồi có ngày sẽ chết. Tôi và mọi người không ai tránh được cái gì? Cái chết. Phải hiểu được điều đó để mình không lãng phí, để mình biết trân trọng những ngày ta đang gì? Đang sống, đang gì? Đang làm việc được, đang phụng sự được, đang có thể nói được những lời yêu thương, đang có thể làm những việc có gì? Có ích cho mình và cho đời, cho người. Hiểu được điều đó, đó là bạn có trí gì đây? Trí tuệ.
Và bạn hiểu được điều đó, bạn cũng thông cảm cho người. Ôi, 70 rồi làm sao đòi hỏi được bước đi như mình được. Ôi, 70 rồi làm sao đòi hỏi họ có được đôi chân cứng cáp giống như mình được. Ôi, 70 rồi làm sao họ nói chuẩn được. Thì tự nhiên bạn thông gì? Thông cảm, sẻ chia, và bạn không đòi hỏi kẻ khác quá nhiều. Quý vị Phật tử hiểu không? À, và khi bạn hiểu điều đó, bạn không đòi hỏi người khác quá nhiều, bắt đầu lòng từ bi xuất gì? Xuất hiện. Nghe nè, cái thành tựu thứ hai là từ gì? Từ bi. Tức là bạn sống được với người, dù là người cao hay người thấp, dù người rộng hay người gì? Người hẹp, dù người tốt hay người xấu, bạn cũng có thể sống gì? Sống được không chướng ngại nữa. Cao thì mình sống theo kiểu cao, thấp thì mình sống theo kiểu gì? Kiểu thấp. Họ tốt thì mình sống theo kiểu tốt. À, họ không ra gì thì mình né tránh cho nó xa gì? Xa xa, để mình khỏi bị tổn gì? Tổn thương. Vậy thôi. Chứ mà đòi hỏi trên này như ý mình không có được đâu. Thay vì bạn cứ lúc nào cũng đòi hỏi vạn sự như ý, thì bạn phải tập sống ý như vạn gì? Vạn sự. Vì ý như vạn sự nó thật hơn, nó hợp lý với cuộc đời này hơn. Vì trên đời này không có chuyện vạn sự như gì? Như ý đâu. Mà ý bạn phải như vạn gì? Vạn sự. Trời mưa bạn chịu khó lấy cái dù đi, hoặc mặc áo gì? Mưa. Còn nếu chưa có gấp gáp gì thì cũng không cần thiết phải ra giữa cơn gì? Cơn mưa. Đó là ý như vạn gì? Vạn sự. Chứ còn bạn đòi hỏi trời không mưa để cho bạn đi lên hoằng pháp tu, còn lâu, cái mặt mày làm cái gì mà đòi hỏi tao? Tao là trời mà. Và trời thì sẽ làm việc của gì? Trời. Trời thì sẽ có nắng, có mưa, có ui ui, nghe không? Còn mình thì mình có thể làm ra dù, có thể làm ra áo mưa, có thể làm ra chiếc xe, hoặc có thể làm ra cái nhà mà mình ở trong đó không bị mưa, mình có quyền làm. Còn mình không thể yêu cầu trời không gì? Không mưa, cũng không thể yêu cầu trời không gì? Không nắng, vân vân và vân vân. À, vậy thì bạn biết rằng cái thứ hai xuất hiện, tu tập gì? Tu tập nhớ cái thứ hai xuất hiện là bạn sống được với mọi người mà không bị chướng gì? Chướng ngại. Đó là bạn thành tựu vô ngại đại bi. Bốn chữ. Nhớ đọc chú đại bi không? À, thiên thủ thiên nhãn. Vô ngại đại gì? Đại bi. Tức là lòng yêu thương chung sống với mình không còn bị chướng gì? Chướng ngại nữa. Chướng ngại là vì sao mình đòi hỏi người ta phải như ý mình? Làm sao như ý mình được? Con mình sanh ra mình dạy từ nhỏ, nó có như ý mình không? Không. Người bạn đời mình chọn đó, chọn lui, chọn tới, chọn qua, chọn lại, chọn chết cha. Vậy cuối cùng về Em không ngờ cái thằng này nó lũ đàn, em nó chọn chết cha. Tránh vỏ dừa, em gặp vỏ gì đây? Vỏ dừa. Đấy, mình lựa chọn đấy, nhưng mà cũng đâu có như ý mình được đâu. À, lúc tìm hiểu, lúc làm quen, lúc này kia nó giấu kỹ lắm, nó ém hàng ở đâu ấy không? Tới chừng khi về mà cưới nhau rồi, ván đã đóng thuyền, là lúc đó bắt đầu lũ đạn nó mới quăng ra. Quý vị nghe kịp không? À, cho nên rồi đó có như ý mình được không? Không. Rồi nói cuối cùng, nói tận cùng bằng số nè, cái bản mặt mình nè, cũng có những điều đâu có như ý mình đâu. Có những điều mình muốn nó như vậy nhưng mà nó không được như vậy. Không được như vậy. Thì ngay bản thân mình còn không như ý mình được, thì đòi hỏi làm sao người khác phải như gì? Như ý mình. Cho nên cái thứ hai bạn thành tựu vô ngại đại gì? Đại bi. Bạn sẽ không bị chướng ngại con mẹ này, con mẹ kia, con mẹ nọ, tùm lum tà la. Và mình cũng là một con gì đấy? Con mẹ. Nghe không? Bạn đừng có tưởng rằng người ta chỉ khó chịu với bạn, hình như bạn cũng đang khó chịu với người ta đấy.
Nhưng bạn không gì? Không thấy, không biết thôi. Nhiều khi cái dáng bạn ngồi người ta không ưa. Nhiều khi cái kiểu tóc của bạn người ta không gì? Không ưa. Nhiều khi bạn 70 mà bạn chơi bộ nail quá sốc hàng người ta cũng không gì đấy. Không ưa. Đâu có như ý mình được. Mình thích để tay mọc. Nhưng mà người ta quen từ nhỏ ta đã chơi tay gì? Ta làm nail ngon lành rồi. Bây giờ mình thấy cái bộ nail người ta mình không ưa. Nó không mẹ đi tu mà chơi cái bộ nail thì coi gì chịu nổi. Người ta không bắt cái tay của bạn người ta dũa là được rồi. Người ta không bắt cái tay của bạn người ta gì? Ta sơn là được rồi. Người ta làm treo là được rồi. Đúng không? À vậy thì bạn có quyền gì mà đòi hỏi người ta? Quý vị nghe kịp không? Đầu người ta móc mấy lai quyền người ta. Chừng nào nó chụp cái đầu của bạn nó móc lai á thì bạn mới có ý gì đấy? Ý kiến. Quý vị nghe kịp không? À vậy là bạn tôn trọng sở thích của người khác. Bạn tôn trọng niềm vui của họ. Biết đâu mái tóc ấy làm cho người ta tự tin hơn. Bộ nail làm cho người ta gì? Cảm thấy tự tin hơn. À hoặc là người ta làm chút. Người ta cảm thấy tự gì? Tự tin hơn. Tại vì từ nhỏ là người ta ngồi trước cái bàn trang gì? Trang điểm khi ra đường. Rồi bữa nay khi mà không ra đường mà không có cái vụ này, người ta thấy nó nhột nhạt khó chịu. Người ta phải gì? Là người ta làm cái này. Rồi người ta ngắm qua. Người ta ngắm gì đó. À và nếu bạn không khó chịu bực bội về chuyện đó, chứng tỏ là bạn vô ngại đã gì? Đã bi. Còn bạn còn bực bội vì một mái tóc của ai, bực bội vì một bộ nail của ai, bực bội vì một câu nói của ai, bạn chưa phải là chướng ngại, vô ngại đã gì? Đã bi. Vậy là thành tựu thứ hai, đó là thành tựu lòng đã gì? Đại bi, vô ngại đại bi. Cái thứ nhất là ma ha bát gì? Bát nhã. Cái thứ nhất là thành tựu trí tuệ. Đó là thành tựu cũng bốn chữ. Ma ha bát gì? Bát nhã tức là bạn hiểu được mình và hiểu được người, hiểu được đời. Bạn không bao giờ xâm phạm vào hàng rào của kẻ gì? Kẻ khác. Đừng đụng chạm tới niềm vui của kẻ gì? Kẻ khác. Và cũng đừng cào, đừng xăm soi nỗi đau của kẻ gì? Kẻ khác. Thì bạn đã hiểu được cuộc đời. Đó là bạn thành tựu ma ha bát gì? Bát nhã. Nhớ không? Khi tụng kinh Bát Nhã Tâm Kinh là ma ha bát gì? Bát nhã. Bát nhã. Quý vị cần nhớ cho em bốn chữ này thôi. Ma ha bát gì? Bát nhã. Chú Đại Bi, quý vị nhớ cho em bốn chữ này thôi. Vô ngại đã gì? Bi. Yeah. Rồi thành tựu hai cái rồi, có thành tựu thứ ba. Tuy bạn có hiểu biết vậy, tuy bạn có yêu thương sống với mọi người vậy, nhưng mà bạn đừng nghĩ rằng cuộc đời thỉnh thoảng nó không cắn bạn vài cú, nó không quào cho bạn vài cú, không chơi bạn vài phát, vì cuộc đời này nó là như vậy. Cho nên bạn phải thành tựu cái thứ ba, đó là gì? Đó là sức chịu đựng mạnh mẽ. Nghe nào. Sức chịu đựng, tức là bạn phải chịu được cú đấm của cô này, chịu được cái cào của người gì? Người kia. Nhiều khi có khi họ cố ý, nhưng mà có khi chỉ là vô gì? Vô tình làm tổn thương ta thôi. Mà có hiểu biết rồi, ok, bạn cũng tránh xa cái hàng rào của kẻ khác rồi, nhưng mà thỉnh thoảng chó điên nó vẫn cắn như thường. Quý vị nghe kịp không? Hoặc là bạn kỹ lưỡng lắm rồi, nhưng mà thỉnh thoảng bạn cũng dấp té khi đi cầu thang. Nghe không? Hoặc là bạn bước vào nhà tắm bạn trượt gì? Trượt té. Vậy là bạn phải có sức chịu gì đây? Chịu đựng. Cái thứ ba đó là nhà Phật gọi là trí nè, bi và nhẫn, hay là trí, bi và gì? Dũng. Nghe không? Tức là cái thứ ba bạn phải thành tựu. Đi trong cuộc đời này, ngay cả Thế Tôn ta, Đức Phật, có gặp nhiều chuyện trời ơi đất hỡi không quý vị? Có không? Ngài có giành với ai không? Không, Ngài bỏ Ngài đi mà. Danh lợi, chức quyền, ngai vàng, vinh hoa, phú gì? Quý Ngài có giành cái gì của ai đâu. Nhưng mà không phải không giành của ai là đời nó tha cho Ngài.
Quý vị nhớ không? Đó. Cuộc đời của Ngài có mấy vụ án lớn nè. Một là liên quan tới mấy mẹ ha. Quý vị nhớ không? Mẹ thứ nhất là mẹ Tôn Đà gì đây? Tôn Đà Lị ha. Tới này kia kia nọ rồi giết chết rồi chôn cái xác gần với cái thất của Ngài, nghe không? Rồi đổ thừa cho Ngài và các đệ tử của Ngài làm chuyện bậy gì? Vậy bà, đó là vụ án liên quan tới các bà lần thứ nhất, đó là nàng Tôn Đà gì? Đà Lị. Vụ án thứ hai cũng các bà, đó là liên quan tới nàng Chiên gì đây? Chiên già, Ngài đang giảng vậy đó mà ảnh vô ảnh chỉ mặt vậy, chỉ mặt Phật, nói ông không lo mua gì đây, mua than ha, mua than cho tôi đi cả nỉ ngày nỉ vậy nè, đi vô. À, độn bụng quý vị nhé, vụ án độn gì, độn bụng vô du quan cho gì, cho Phật, rồi Đế Thích thấy vậy mà cho mấy con chuột xuống gì đây. À, cắn là rớt cái cục gỗ ra đó ha. Đó, đó là cũng một dự án. Dự án thứ ba là liên quan tới nàng Mangandiya. Nàng này ngày xưa cha mẹ tính bắt rễ Phật, mà Phật từ chối, cho nên cổ cảm thấy sắc đẹp và tuổi trẻ của mình bị gì? Bị xúc phạm, thế là cô ta thề là có cơ hội sẽ trả gì? Trả thù. Và sau này cô ta trả thù cũng bài bản dữ lắm. Lúc Phật tới nước Vam Sa để hành đạo thì bà thuê người chửi gì đây? À, chửi từ đầu tới cuối, chứ không phải giống như nãy mà tôi vô mà quý vị đứng chắp tay gì đâu, không có đâu. Nghe đâu? Chửi à, hai bên chửi, đứng hai bên đường chửi. Chứ còn tôi là hạnh phúc vô cùng. Hồi nãy vô rồi có khay lễ rồi bưng, rồi hai bên đứng rồi quay phim rồi chụp gì? À, chụp hình đi xem. Nên đời em nói vậy chứ em còn hạnh phúc. Em chưa có cái vụ án nào mà vô mà chỉ kêu này, mà đứng mà chỉ kêu này. À, Đề Bà Đạt Đa hại Phật. Nào là lăn đá, nào là cho voi say, nào là thuê xã hội đen gì đây, giết vân vân. Vậy là Ngài đi qua thế gian, Ngài cũng chịu đủ món của thế gì? Thế gian. Mà cỡ như Ngài mà còn vậy thì cái mặt mình là si nhê gì? Cái mặt mình đi qua thế gian này mà thế gian nó không cắn cho vài trận, không quào vài trận, không bị nó đập cho vài trận, đó là mới lạ. Quý vị nghe kịp không? Cho nên thành tựu cái thứ ba đó là sức chịu gì? Sức chịu đấm. Chịu cuộc đời nó đấm, nghe không? Và bạn phải đứng vững sau khi những cú đấm của cuộc gì? Cuộc đời, để bạn sống tiếp. Vì không ai thương bạn bằng bạn đâu. Bạn có khóc nhè thì bạn cũng phải tự lau nước gì? Nước mắt. Nghe nào, bạn có té xuống, bạn cũng tự bạn đứng gì? Đứng lên. Vì không ai thương ta bằng chính gì? Chính ta đâu. Cha mẹ không ở ta bên ta cả cuộc đời. Chồng vợ có thể áo thai trước, áo thai sau cũng có thể khó. Con cái nó lớn rồi, nó chấp cánh, nó bay gì? Bay xa theo cuộc đời của nó, nghe không? Cho nên một mình biết riêng mình, tự ta biết riêng gì? Riêng ta, đời ta, ta phải gì? Phải lo thôi, đừng trông chờ, đừng ý gì, ý lại. Và cái tinh tấn nó giúp cho ta được ba món. Một là ma ha bát gì? Bát nhã, bạn đủ hiểu biết để bạn sống và hiểu được trong cuộc đời những chuyện A, B gì? B, C, để bạn không phải hỏi tại sao. Nó vậy đó. Bạn có hỏi gấp ngàn lần tại sao cũng không nói hết chuyện của cuộc gì? Cuộc đời đâu. Ma Ha Bát Nhã, thành tựu thứ hai đó là vô ngại đại gì? Đại bi. Cái thành tựu thứ ba bạn phải luôn luôn có, và thành tựu này thầy nhắc ai đi ngang cuộc đời cũng bị cuộc đời nó quào cho vài trận, nó đấm cho vài cái, cũng lên voi xuống gì, xuống chó. Đức Thế Tôn ta dù bỏ hết tất cả để đến với thế gian, nhưng mà không phải bỏ hết, không màng gì hết thì thế gian nó tha đâu. Thế gian nó vẫn tìm cách nó gì, nó đấm nó quào. Và
Ngài như vậy, Ngài thành tựu được như vậy mà còn như vậy, huống chi là bản thân mình cũng còn nhiều chuyện nè ha, cũng còn nhiều nghiệp nặng nè, cũng còn xăm soi để ý người gì, người khác nè, cũng còn mắt liếc người này liếc người gì đây, người kia, rồi cái miệng mình cũng thích bàn chuyện của gì, của người này người nọ. Vậy thì làm sao cuộc đời nó tha cho mình? Cho nên mình phải có cái năng lực thứ ba, đó là chịu được những cú đấm bất ngờ của cuộc gì? Cuộc đời. Và chịu được luôn những cú đấm không bất ngờ của cuộc gì? Cuộc đời. Và như vậy thì bạn sẽ đi tiếp trên cái hành trình gồm ba cái hành trang: hiểu biết, thương yêu và chịu gì đây? Chịu đựng. Thầy hỏi câu cuối cùng: để sống được với nhau trong một căn nhà nhỏ, chồng con vợ có chịu đựng nhau không? Có không? Không chịu đựng là banh nhà liền. Nghe không? Chồng chịu đựng vợ, vợ phải chịu đựng gì? Chồng. Con cái phải chịu đựng cha mẹ, và cha mẹ đôi khi phải chịu đựng con gì? Con cái. Thì mỗi người chịu một chút, nó mới đựng được nhau. Chữ Việt mình rất hay, chịu và gì? Đựng. Đựng tức là ôm được nhau, giữ được nhau. Giống như cái thúng mình bỏ gì? À, bỏ vô trong cái thúng là rau, thì cái thúng nó chịu và nó đựng được gì? Đựng được cái rau đó, nghe không? Cái thúng nó phải bự hơn cái bó rau đó, thì cái thúng đó nó mới đựng được gì? Đựng được bó rau. Cũng vậy, tâm lượng mình, lòng từ bi mình phải mở gì? Mở rộng ra. Một chai nước này còn có nhiêu đây nước thôi. Nếu quý vị bỏ vô một muỗng cà phê muối, đố quý vị dám uống? Quý vị nghe kịp không? À, nhưng mà ra một cái bể khoảng 20-30 khối nước rộng to như thế, bỏ vô một muỗng cà phê muối chả xi nhê gì vẫn uống ngon lành, vẫn tắm ngon lành, vẫn giặt ngon lành, vẫn chế trà ok. Vì sao? Tâm lượng nó gì? Rộng. Vậy thì khi bạn có thành tựu cái thứ hai, đó là lòng từ gì? Từ bi. Tức là tâm lượng của bạn rất gì? Rất rộng, rất lớn. Bạn có thể chịu được những muỗng muối của cuộc đời, nó quăng vào đời gì? Đời bạn, mà gương mặt của bạn không đắng chát. Quý vị nghe kịp không? Còn nếu tâm lượng mình nhỏ đó, nó quăng vô một miếng muối, đời mình đắng chát không chịu gì? Chịu nổi, nghe đâu. Rồi nếu bạn đủ hiểu biết, vì sao người ta không quăng muối vào chỗ nào mà ta quăng muối vào đời bạn? Tức là bạn hiểu được nhân quả, bạn hiểu nhân duyên. Cái gì trên đời này cũng có nhân có gì? Có duyên. Không phải ngẫu nhiên mà nó quăng vô đời mình. Vì sao? Ít nhiều chắc cũng có nhân gì? Nhân duyên. Đó là bạn hiểu được nhân gì? Nhân quả. Bạn thành tựu trí gì? Trí tuệ. Rồi cuối cùng xin nói lời tạm biệt. Tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chương trình.